Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đúng tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Giàu hơn trúng số, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, xóa sạch vận xui, trả sạch nợ nần, tiêu Tết thả ga, đổi đời ngoạn mục. Quý vị thân mến, mỗi một khoảng thời gian mới đến với ta, kéo theo đó là cả trăm nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo sao khi con cái đã khôn lớn, biết lấy đâu tiền để lo cho nó đây. Rồi tiền đi học, tiền xin việc, tiền lấy vợ gã chồng, trong khi sức khỏe ta thì ngày một yếu đi, kinh tế lại khó khăn, công việc thì bấp bênh, mà mấy khoản nợ cũng đang chồng chất, lãi lời sinh sôi, dường như ông trời đang quay lưng lại với cuộc đời của rất nhiều người vậy, khiến ra cằn cỗi mưu sinh bao năm mà vẫn tay trắng không có gì. Thế nhưng, ai khổ thì khổ, chứ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, mọi chuyện như gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, việc của bản mệnh chính là tận dụng cơ hội trời ban để làm ăn tấn tới, gỡ gạc lại tất cả những thứ mà những tháng trước bạn đã bỏ lỡ. Vậy, từng phương diện sẽ có điểm thuận lợi may mắn như thế nào, nếu gặp điểm xui xẻo thì hóa giải ra sao? Nếu muốn tiến hành sự việc lớn thì cần chú ý điều gì? Hãy cùng với Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thời gian là thứ sẽ không buông tha cho bất cứ ai, có thể biến Giáp Thìn từ một thiếu niên ngạo nghễ, khí ngất trời, một vị nhân xinh đẹp diễm lệ, trở thành ông lão bà lão tóc bạc lưng còng. Cho dù bạn từng một thời oai nghiệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao, tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi bước qua tuổi 60, phải trải qua nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa, và thứ mà con người cần trân trọng nhất chỉ có thể là chính bản thân mình. Tuổi 60 là lúc mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại chính mình, xem xét lại bản thân đang có hay đã đánh mất những thứ gì. Người khác đang tận hưởng cuộc sống, còn Giáp Thìn thì vẫn đang cố gắng trả hết nợ, làm sao có thể có hy vọng được tuổi già an nhiên, hạnh phúc. Nó suốt ngày cứ phải đau đầu vì tiền, ở đội tuyển này bạn có đủ sự trưởng thành, có chính kiến vì con đường của riêng mình. Tuổi 60 cũng đừng mưu cầu quá, hãy học tập cách buông bỏ, lúc này chúng ta đã đi được một nửa cuộc đời. Lẽ ra bấy giờ chúng ta phải học cách tận hưởng, nhưng cũng không ít người lại cố gắng tránh đấu, đắm chìm trong những nỗi lo lắng không cần thiết. Tuổi 60 là giai đoạn mà chúng ta đã phải có một cơ ngơi ổn định rồi, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái, đừng lo lắng về tương lai của con trẻ. Bọn chúng có lối sống của riêng mình, thay vào đó, hãy chăm lo nhiều hơn cho người bạn đời của mình, vì họ sẽ là người mà bạn nắm tay đi đến cuối con đường. Khi ngẫm lại về cuộc đời huy hoàng của Giáp Thìn trước đây, ta sẽ thấy rằng người tuổi Giáp Thìn sẽ có cuộc sống suôn sẻ, tương đối tốt đẹp, vận may thì dồi dào, làm việc gì cũng có thể đạt được kết quả như mong đợi, vạn sự như ý, số phận được hưởng giàu sang, hiếm khi phải lo lắng u sầu nhiều. Nói chung thì Giáp Thìn có cuộc sống thuận lợi về mọi mặt, người thuộc tuổi Giáp Thìn có bản mệnh vững vàng rất tốt, trong công việc làm ăn thì họ thường gặp nhiều may mắn, trong công việc giao thương, họ giành được ưu thế hơn so với những người còn lại. Họ sinh ra có số trời ban, tốt đẹp, nên không có gì lạ nếu cuộc sống được hưởng sự sung sướng và phúc lộc về sau. Người tuổi Giáp Thìn có sức lôi cuốn người khác phái rất lớn, tuy nhiên thì họ thường tỏ ra là kiêu ngạo, họ ít khi thể hiện tình cảm của mình, ngay cả khi con tim họ rung động. Điều đơn giản là vì lòng tự kiêu, tuy vậy nếu ai đó theo đuổi họ một cách nhiệt tình thì rất có thể sẽ chiếm được trái tim của họ, dù ít khi là người chủ động ngỏ lời yêu thương. Nhưng một khi đã yêu, tình cảm của họ khá nghiêm túc, chân thành, nếu tình yêu không được trọn vẹn, lòng kiêu ngạo và sự lạnh lùng lại giúp họ nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn. Với tính cách đa dạng thì những người tuổi Giáp Thìn sẽ chẳng bao giờ thiếu bạn bè,
Về tính chân thật và trung thành, họ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho sự bất tín của bạn bè hay người yêu, mặc dù có thiên hướng tự do, phóng khoáng, rồng mãi muốn độc thân và sẽ chỉ rung động khi có một người thông minh, hài hước, yêu rồng. Người tuổi Giáp Thìn sẽ rất dễ tìm được những người hâm mộ mình, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, đặc biệt là ở giai đoạn trẻ tuổi. Tuy nhiên khi đã tìm được người phù hợp, họ thường gắn bó với người đó suốt đời, điều ưu tiên hàng đầu của họ là che chở và bảo vệ người mình yêu thương. Người sinh năm Giáp Thìn là người nóng nảy, và bất kỳ ai làm người yêu hay bạn đời của họ phải là người giỏi chịu đựng mới hòa hợp được với tính khí của họ. Thông thường người tuổi Giáp Thìn ít khi chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn rầu về chuyện tình yêu, đa số các trường hợp là bạn bỏ rơi người ta, chứ chẳng mấy ai liều bỏ bạn. Bạn nên chú ý đến dáng vẻ bản thân, phải biết kiềm chế tính cách tự do, dù người tuổi Giáp Thìn tỏ ra khá thụ động trong tình yêu đấy, nhưng do nghiêm khắc với bản thân, sự khẳng khái nhiệt tình sẽ giúp bạn khá thuận lợi trong chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình bạn vô cùng hạnh phúc, vì vậy bạn vẫn giữ gìn và trân trọng niềm vui ấy. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Giáp Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất cứ lúc nào. Tuổi Giáp Thìn luôn có định hướng mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, làm quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Giáp Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Ngẫm lại ít nhiều điều về thời trẻ đó thôi, đã thấy rằng cuộc đời của Giáp Thìn chính là một cuộc bể dâu, chuyện qua đi thì đã thành mây khói. Những năm tháng sóng gió của cuộc đời qua rồi, ai là người không già đi, có chăng chỉ những bậc tu hành giác ngộ mà thôi. Thời gian và năm tháng chăng thế nào giữ được, tuy nhiên có những chuyện Giáp Thìn phải đợi năm tháng phôi phai mới dần thấu hiểu được. Và cuộc đời có những đạo lý mà chỉ thời gian mới đủ để cho ta hiểu những điều mà ta không hiểu mà thôi, cô bác tuổi Giáp Thìn ạ. Và sau đây, ta cùng lắng nghe lá số tử vi chi tiết của tuổi Giáp Thìn khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, để cô bác sẽ đoán định được rõ vận trình cát hung mà có hướng đi chính xác nhất. Trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Giáp Thìn thể hiện rõ sự thành công về công danh và tài lộc. Ở tháng cuối cùng của năm Quý Mão, họ tất bật với công việc, nhưng mù lại thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhàng nhẹ, bản mệnh xử lý đâu ra đó. Xem tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, Giáp Thìn đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, xong việc cuối cùng thì công việc đều đang ổn thỏa, có được kết quả như ý muốn. Tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu, vận khí của người tuổi Thìn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Nhân đó hãy đứng lên bằng chính đôi bàn chân của mình và gây dựng sự nghiệp, tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh lâm quan đới giúp bạn thêm phần tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng cũng rất vượng, dưới sự che chở đùm bọc của gia đình mưu sự sẽ dễ thành, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt, được bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, dù vậy vẫn nên tránh ngựa non háo đá, kẻo vận may bay biến. Vận may tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ đầy. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Cụ thể về từng phương diện cuộc sống như sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch cho thấy vận khí tăng mạnh trong tháng mới, giúp kế hoạch của người tuổi Giáp Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời bạn cũng sẽ có những việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập, nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Tháng này thì được cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay, tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể,
con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước. Tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt. Cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này sẽ là thời điểm khá lý tưởng, tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới. Để đánh nhanh thắng nhanh, bạn chắc chắn sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân. Trong quá trình làm việc, dù vấp váp bất cứ trở lực nào cũng nên từ tốn, bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm của giới trẻ. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn. Vì thế hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái, vừa dễ đạt hiệu quả cao. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng cuối cùng của năm 2023, tuổi Giáp Thìn âm lịch dự báo, nhờ có tài tinh chính tài chú mệnh, vận may về tài chính cũng dày tới với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, sao Thái Dương các tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam, hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tầm tay, chỉ còn đừng đi nước bước cụ thể ra sao, thì bạn tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng có liên quan đến kiện túng, pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích góp được nhiều, vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về tình cảm, gia đạo. Tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Thìn không những mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, mà còn mang lại cho bản mệnh mối nhân duyên tốt lành, được các tinh sao phù trợ, tuổi Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh, cả hai dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai. Gia đạo hài hòa êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe tuổi Thìn duy trì ở mức ổn định, nhìn chung thể trạng của bạn không xảy ra biến động lớn. Có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa, biến đổi thất thường, khiến bạn không khỏi mắc các chứng bệnh cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Thưa quý cô bác anh chị, trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý cô bác anh chị về tuổi Sông Đất, Sông Nhà năm mới 2024 cho quý cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Quý vị thân mến, chọn tuổi Sông Đất, tuổi Sông Nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi Sông Đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Các tuổi Sông Đất tốt với người tuổi Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Canh Tý 1960, tốt, Kỷ Hợi 1959, tốt, Mậu Thân 1968,
tốt, Canh Thân 1980, tốt, Tân Dậu 1981, tốt, Kỷ Tỵ 1989, tốt, Đinh Hợi 1947, khá, Bính Thân 1956, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Tuất 1958, xấu, Giáp Thìn 1964, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Giáp Dần 1974, xấu. Bản mệnh Quý Mão nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm khung giờ từ 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ, đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Tân Dậu gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai,
dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn 1964 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng, được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn nói chung khá thuận lợi, có cơ hội thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, bản mệnh cũng được chính quan và chính ấn hỗ trợ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn đạt được kết quả tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Có thể được cất nhắc ở vị trí công việc tốt hơn, hoặc làm quản lý, lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, trong tháng tuổi Thìn được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, rất tốt cho sự nghiệp con đường thăng tiến, không chỉ sự nghiệp tài chính của những chú rồng cũng đang trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, điều đó cũng phải hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn. Chỉ có điều, nếu con giáp này chăm chỉ làm phước thì may mắn đến cực kỳ nhanh. Nhìn chung càng về cuối năm, con giáp này càng làm ăn càng phát đạt, các khó khăn sẽ lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cơ hội. Tuổi Giáp Thìn chỉ cần bình tĩnh nắm bắt là có thể đạt được thành tựu lớn, không phải ai cũng làm được. Cầm năng vượng vận, quý nhân, Ý, Dần, tiểu nhân, Mùi, Sậu, màu sắc may mắn, cam, trắng, con số may mắn, 89, 34, 21. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Tiếp nối tử vi tuần cũ, được cát tinh Thái Dương phù trợ, nhưng cản trở từ âm sát, nên Giáp Thìn cũng vướng vào khá nhiều rắc rối trong tuần này. Công việc vẫn có phần thuận lợi, gặp nhiều may mắn hơn. Giáp Thìn gặp may mắn sẽ vào những ngày cuối tuần, còn đầu tuần thì sẽ hơi vất vả, hay dính rắc rối liên miên. Bạn cũng khá kiên trì trong việc giải quyết khó khăn, nhưng cũng có lúc tủi thân vì không có ai sát cánh. Đầu tuần tài lộc khá dồi dào, con giáp này bán đắt hàng, dễ kiếm được mối hàng tốt, dễ ký được hợp đồng. Ai muốn mua nhà mua xe thì nên mua trong tuần này, chọn ngày tốt mà mua, vì tuần này bạn cực kỳ lộc lá, dễ kiếm đường tài sản tốt. Tuổi này thông minh, nhanh nhẹn, cứng rắn, nên khá được việc, nói được làm được, hợp tác với người thuần tính một chút sẽ có lợi. Đừng để những áp lực từ người khác ảnh hưởng đến bạn, nếu bạn cứng rắn, thì tuần này chẳng ai có thể ngáng chân bạn thăng tiến hết. Tuy nhiên, cuối tuần Giáp Thìn sẽ có điểm mất tiền, mất đồ, vì lâm khiếp tài, con giáp này chỉ cần sơ hở một chút thôi là mất tiền. Hãy cẩn thận, những ai đang muốn hùn vốn đầu tư làm ăn thì tránh tuần này ra, nguy cơ bạn bị dỗ ngọt, ném tiền cho người khác rất cao. Sức khỏe cũng có dấu hiệu va chạm, tai nạn, nhưng chỉ nhẹ thôi, mất chút tiền sửa chữa đồ đạc và thăm khám bình thường, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Tuổi Giáp Thìn chú ý quan sát khi đi đường, không tham gia những trò mạo hiểm, không tới nơi có địa hình phức tạp để bảo vệ an toàn của bản thân. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dần, Ý, tiểu nhân, Hợi, Mão, màu sắc may mắn, tím, đen, con số may mắn, 89, 22, 46. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Nhờ sao tử vi trợ mạnh, vận trình của người tuổi Giáp Thìn tốt đẹp vô cùng, mưu sử dễ thành công, việc khởi sắc bất ngờ. Các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa,
góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô hợp tác, tìm kiếm thêm những khách hàng tiềm năng hay những môi trường đầu tư thích hợp, tăng lợi nhuận cho bản thân. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc. Tuy nguồn thu nhập chính không thay đổi nhưng nguồn thu vụ thì lại khá vượng. Với Giáp Thìn có cơ hội đầu tư, kinh doanh. Nếu dám mạnh dạn đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu, bạn có thể khiến cho người khác trầm trồ với những gì mình làm được. Đường tình duyên có những chuyển biến tích cực, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, gia đạo êm ấm, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Dù sức khỏe của bạn vốn có tốt đến đâu, nhưng áp lực đè nén trong lòng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng, ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt hàng ngày, rất dễ gây đổ bệnh bất ngờ, nên đặc biệt lưu tâm. Ngoài ra, trong tháng bản mệnh cũng cần chú ý đi lại thận trọng, tránh bị họa huyết quang hoặc tai nạn bất ngờ do âm sát gây ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, mùi, thân, màu sắc may mắn, nâu, vàng, con số may mắn, 90, 23, 78. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Tuần này, tuổi Giáp Thìn thong dong, thoải mái, nhàn nhã, vì vận trình cực kỳ đẹp, có thể nói là con giáp có phúc phận nhất đấy. Chẳng cần động chân động tay vào bất cứ việc gì, ngồi mát ăn bát vàng, cũng có người đến giúp. Không những không gặp khó khăn mà còn có vận may về tài lộc, nhặt được tiền hoặc có công việc kiếm tiền tốt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí bạn còn được người thân tài trợ, tặng quà nên bạn rất phấn khởi, cười nói suốt ngày không dứt. Tiền bạc rủng rỉnh nên tâm trạng thoải mái hơn hẳn, tiêu pha thoáng, không còn quá đong đo cân nhắc. Công việc tiến triển theo kế hoạch đã đề ra, thỉnh thoảng người tuổi Giáp Thìn được đồng nghiệp giúp sức, chỉ điểm để bổ sung vào những điểm còn chưa tốt. Kết quả bạn sẽ nhận được lời khen ngợi, khích lệ của cấp trên, hứa hẹn có cơ hội thăng tiến rõ ràng trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể tán lộc cho mọi người như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này, cách cơ xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Tuy nhiên, bạn và người thân không hiểu nhau dẫn tới mâu thuẫn, hiểu lầm, có thể còn to tiếng, cãi cọ lớn, khiến cho tình cảm rạn nứt, không khí trong nhà lại nhạt, căng thẳng, khoảng cách thế hệ cũng là một điểm mà bạn chưa biết cách khỏa lấp. Tuổi Giáp Thìn và con cái bất đồng về quan điểm sống, cách nhìn nhận vấn đề. Điểm tốt nhất là vận trình sức khỏe ổn định, dù gặp nhiều biến cố bạn vẫn rất tỉnh táo, không gục ngã, có sức khỏe là có tất cả, chỉ cần thân thể tốt, thì tuổi Thìn hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế, tìm ra đường sống trong muôn vàn trở ngại, cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, mão, tiểu nhân, mùi, ý, màu sắc may mắn, hồng, đen, con số may mắn, 10, 34, 55. Quý vị thân mến, sống trên đời, người mà chúng ta gặp không phải ít, kẻ qua đường, người tri kỷ, người làm ta vui, kẻ khiến ta buồn. Nhưng dù thế nào ta vẫn cần giữ khoảng cách và phân loại xem những người xung quanh có xứng đáng với tình bạn sâu sắc của mình hay không. Suy cho cùng, dù là người tử tế đến đâu cũng phải có sự dè dặt, sự nhân từ hay cảm thông thái quá, đôi khi chỉ có phần tạo nên sự xấu xa cho người kia. Như câu nói, không được có dã tâm hại người khác, nhưng cũng cần phải có lòng phòng bị, chỉ bằng cách phân biệt tốt, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác. Và nếu gặp phải hai loại người sau đây trong cuộc đời, nhất định phải biết tìm cách rút lui, nếu không cuối cùng chỉ hại người khác và chính mình. 1. Người phản diện. Có loại người này, nói trước, nói sau, làm sau, nói sau, ích kỷ, hẹp hòi, xảo trá và bội bạc, huống chi là thấy người khác tốt, lại có xu hướng làm điều xấu với người khác. Người quân tử nói chuyện đại sự, kẻ tiểu nhân thích điều dèm pha, cuộc sống không tránh khỏi đôi ba câu chuyện thị phi, nhưng có người mà điều gì cũng có thể làm cho anh ta hưng phấn, thích nói về chúng, những câu chuyện phiếm vô dụng của anh ta, lấy đi quỹ thời gian vốn đã eo hẹp của bạn, anh ta cũng thường nói xấu sau lưng người khác. Khổng Tử nói, người hiền thì hào kiệt, nhưng kẻ ác thì luôn thấy bất công, kẻ tật đố ghen tức trước điều tốt của người khác, hễ ai có chuyện vui, gặp điều hảo sự, anh ta liền lập tức khó chịu. Ghen tức mà buông lời mỉa mai, anh ta không chịu được việc có người giỏi hơn anh ta, tốt hơn anh ta, kẻ tật đố khiến cho người tiếp xúc với anh ta cảm thấy tự ti và mặc cảm. Có một người tên là Vương Đông, rất hay ghen tuông và ích kỷ, ở công ty thấy Hoàng Lý giỏi hơn mình, thăng chức nhanh hơn, nên đã có những động thái nhỏ, thấy Hoàng Lý nói chuyện với một nữ cảnh sát, không cần biết nữ cảnh sát đó là ai, Vương Đông đã quay video để kích động mối quan hệ của Hoàng Lý với vợ anh ta. Sau khi bệnh nhân của Vương Đông chết trong một vụ tai nạn, anh ta đổ hết lỗi cho Hoàng Lý, cố tình làm ầm mọi việc lên,
để tìm cách hạ bệ Hoàng Lý, một nhân vật phản diện như thế, nhưng nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tốt hơn Hoàng Lý. Luo tìm cách hạ người khác sau lưng, đây là mặt tối của bản chất con người, đặc biệt khi đã có gia đình thì cần cẩn thận với những nhân vật phản diện như thế này. Nếu không sẽ khó giữ vững được gia đình của mình, vì kẻ thù ác có dã tâm nhỏ nhen, báo đáp vì lợi ích của bản thân, bằng mọi cách phản bội bạn bè bất cứ lúc nào. Cổ nhân dạy rằng, xét một người tốt hay xấu, không phải xem anh ta điều chi, mà phải xét trong đầu anh ta chứa những gì, người mày trong tâm toàn những mưu mô, đấu đá, xảo quyệt, thì bất quá, chỉ là chưa hành động, nhưng anh ta không thể được coi là một người tốt. Ngược lại, người mà họ hài hước, bốc đồng một chút, nói lời khó nghe một chút, họ lại không nhất định là người xấu. 2. Người vô ơn. Đừng là người vi phạm nguyên tắc chung trong cuộc sống, vì ai cũng có nhân quả, nghiệp báo của riêng mình. Đôi khi chúng ta đang hưởng phúc mà không biết, ánh sáng mặt trời ấm áp, không khí trong lành sớm mai, tình yêu thương của cha mẹ, tình cảm trìu mến giữa bạn bè, đều là những điều ta quen thuộc, đến mức quên đi sự hiện diện của chúng. Ai cũng muốn trở thành người tốt, nhưng có người lại dùng những lời lẽ ngon ngọt để bao bọc, nhằm che đậy sự ích kỷ của bản thân. Ngoài việc đề phòng hỏa hoạn, trộm cắp, cần đề phòng những kẻ tiểu nhân vô ơn bạc nghĩa trong cuộc sống. Lòng tốt luôn có điểm mấu chốt, vì vậy đối mặt với những kẻ vô ơn, bội nghĩa và những kẻ đầy dạ tâm, chúng ta phải nhớ giữ khoảng cách, sống nghiêm túc cuộc sống của bạn, sẽ giảm bớt những phiền phức không đáng có. Ở đời có được những người bạn đúng nghĩa, tương đương với việc tìm ra quý nhân phù trợ đời mình. Ngược lại kết giao với những kẻ vô ơn, thì sớm muộn bạn cũng bị xéo xuống bùn lầy, vực sâu. Cổ nhân có câu, lai nhi bất vãng phi lễ giã, có đi mà không có lại thì không hợp lễ. Tình bạn muốn hòa hợp thì phải có sự tôn trọng, bạn mời tôi cũng kính bạn. Thương kính nhau thì mới được lâu bền, thế nhưng kẻ không biết kính trọng, chỉ vốn mang tâm tính ích kỷ, chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy thì há chi lại phải kết giao. Có người vừa gặp đã trở nên thân quen, có người biết nhau cả đời cũng chẳng thể nào thân thiết. Vì thế hãy dành thời gian và tâm huyết cho những người thực sự đáng trân trọng, tránh sai những kẻ vô ơn và từ lợi, chỉ biết đem tới ảnh hưởng tiêu cực cho chúng ta. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.